Chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà rất là đẹp luôn, nằm trên trục đường 835B và cắt với lại đường Đinh Đức Thiện từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ mất khoảng là 4 cây số thôi, và xung quanh có đầy đủ như chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thế động, điện máy xanh, bách hóa xanh. Và điều đặc biệt của căn nhà này là chỉ có 5 phút mình đi bộ ra tới nhà luôn, ra tới chợ luôn nha cô chú chị. Và cắt với các quận trung tâm như quận nhất, quận 5, quận 3. Lên trên nhà mất khoảng là 30 phút theo tuyến đường chính là quốc lộ 1A, hoặc là gia đình mình có thể đi từ quận 6 hoặc là Bình Tân, Tân Lửa lên trên nhà cũng rất là gần luôn. Và ở đây thì dân cư ở đông hết rồi nha gia đình mình, và có số nhà luôn, nhà này số 77 đó, ông chờ rất là đẹp luôn đấy. Và ở đây thì dân cư đông đúc hiện hữu hết rồi cho gia đình mình. Và đường trước nhà đây là đường 4m bê tông rất là rộng rãi, thoáng mát, xe hơi vào tới tận nhà mình luôn, nên là cô chú anh chị mình có được một chiếc xe hơi thì mình đậu ngay tại nhà mình. Hoặc là nếu mà có những cô chú lớn tuổi hay đi khám bệnh thì có những cái chiếc ô tô hoặc là xe taxi vào tới tận nhà mình để mà chở đi rất là thuận tiện luôn. Và hai mặt cô chú anh chị nha, đường đây thì thông thoáng, và điều đặc biệt nữa căn nhà này đó là sổ hồng riêng, thổ cư 100% luôn, với diện tích là ngang 5, dài 20, 100m², với hai sàn là 200m², quá tuyệt vời luôn. Nhà có số nhà hết rồi, 77 nha. Đó, và căn nhà này ở hướng đông nam, thuộc về sông Tứ Chập, dành đến cho gia đình bên luôn. Và hiện tại thì đã ở hết rồi, nên là dành đến cho gia đình một căn nhà rất là đẹp luôn, với giá cực kỳ là tuyệt vời, chỉ hơn 2 tỷ xíu thôi. Cô chú anh chị mình vui lòng xem hết video, Tâm sẽ báo giá. Thì căn nhà này á, bên ngoài thì Tâm đã làm hai trụ cột rất là kiên cố và chắc chắn, và vay được ngân hàng căn nhà này tới 1,4 tỷ. Cô chú anh chị chỉ cần có là 800 triệu thôi đã sở hữu được căn nhà, quá quá tuyệt vời luôn. Đó, quá tuyệt vời dành đến cho gia đình mình ha. Rồi, ở đây thì có mái tôn hết cho gia đình mình rồi, hướng đông nam nên là rất là tuyệt vời, và hướng đông nam là hướng tài lộc. Đó, vào cung tài lộc rất là tốt luôn. Rồi, đây là sân trước nhà mình. Thì sân trước nhà mình đây là 3m, rất là rộng rãi, có đồng hồ điện, đồng hồ nước, cáp wifi đầy đủ luôn. Và ở đây Tâm đã làm mấy tôn sáng hết cho gia đình mình, nên là rất là thoáng luôn. Và đối diện nhà mình là có những có dãy nhà rất là đông dân cư, và chỉ có 5 phút cô chú anh chị mình đi ra tới chợ thôi là quá tuyệt vời. Wow, wow. Rồi, đây là mặt dựng của căn nhà với bàn đá hoa cương rất là đẹp luôn, và sân bên Tâm là ướp gạch hết cho gia đình mình rồi đó. Rồi, mời cả gia đình mình cùng vào bên trong không gian của nhà. Thì khi mà vào bên trong không gian của nhà thì có một cái cửa 4 cánh được sơn tĩnh điện cao cấp rất là đẹp và rất là sang luôn đó. Rồi, ở bên trên đã trần đúc suốt hết một tấm với lại những hệ thống đèn led nè và đèn pha lê nhìn rất là sang trọng luôn. Rồi, bên dưới là đá bóng kiếm là 60x60. Thì căn nhà này với một cái bộ ghế sofa hoành tráng luôn cho gia đình mình. Ở đây thì có một cái kệ tivi và một cái tivi 75 inch rất là dễ thương. Ở khu vực đây bên tay trái trong đây thì đã là có những cái đèn trang trí rất là đẹp luôn, và giá cực kỳ là đẹp, giá cực kỳ là hữu nghị luôn. Nó tặng hết rèm cửa cho gia đình mình rất là tuyệt vời. Ở đây thì gạch thì bên Tâm là ốp hết cho gia đình mình lên tới 1,5m nha. Nó gạch là ốp hết cho gia đình lên tới 1,5m luôn. Và bộ ghế da hoàng gia này xin rất là đẹp luôn nha. Nó vừa đẹp vừa sang vừa hợp túi tiền đó, và tặng cho cô chú anh chị nếu mình có thêm nội thất đấy. Rồi, căn nhà này với công năng sử dụng cực kỳ là hiệu quả luôn đó, là 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, và 1 cái sân trước 3m, sân sau 2m, cực kỳ là tuyệt vời dành đến cho cô chú anh chị luôn. Và đây là không gian phòng ngủ thứ nhất dành cho những cô chú lớn tuổi được đau chân một gói hạn chế lên cầu thang. Thì vị trí của nhà thì mình có thể là đi từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà cũng được theo đường Đinh Đức Thiện, hoặc cô chú anh chị cũng có thể đi đường Đoàn Việt Tuấn vào bên trong nhà hướng đông nam, nên là rất là thoải mái luôn. Rồi, đây là không gian bếp thì bên Tâm đã dán giải lụa hết cho gia đình mình rồi, nó nhìn rất là sang và đẹp luôn đấy cô chú anh chị nha. Tủ kệ tivi đầy đủ luôn, và tủ đây là tủ bếp nè, tủ bếp trên và tủ bếp dưới, và bằng bếp bằng đá hoa cương kim sa, bồn inox đầy đủ hết cho gia đình mình, và ốp gạch
đấy, khi mà chiên xào nấu nướng mình cũng có thể là làm chủ rất là tiện luôn đấy. Cô chú anh chị thấy rất là thoải mái, bên trên trần là cao hết thì gia đình mình đó, thì cô chú anh chị mình về ở thì tuyệt vời, và trong đây thì tông ốp gặp lên tới 1.6 để cô chú anh chị nha, lên tới 1.6 rất là cao. Rồi đây là phần sân sau dưới trời nhà mình để mình có thể là phơi đồ rất là thuận tiện luôn đấy, và nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn nè, rất là rộng, rất là thoáng cho gia đình mình, vừa đẹp vừa hợp lý và rất là hợp túi tiền cho gia đình mình. Vay được ngân hàng 1.4 tỷ đó, 1.4 tỷ thì quá là tuyệt vời cho gia đình mình rồi đấy. Rồi bên trên đây cô chú chị mình có thể là làm mái che, thì đằng sau nhà mình có rất là nhiều khu dân cư đông đúc ở đó rồi, và ở đây là thổ cư 100%, ngân hàng cho vay tới 1.4 tỷ thì cô chú chị quá tuyệt vời luôn đó. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1, thì đây là hệ thống cầu thang, thì bên Tâm làm là bằng đá hoa cương kim sa, rồi ở đây thì Tâm ốp gạch hết cho gia đình mình rất là đẹp luôn đó, ốp gạch cầu thang. Thì mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1 của căn nhà với một cái mức giá chỉ hơn 2 tỷ xíu thôi, thì cô chú anh chị mình nhanh tay sở hữu căn nhà hướng đông nam thuộc về Đông Tứ Trạch, và khu vực đây là dân cư đông đúc và rất là nhẹ nhàng, rất là sạch sẽ luôn, camera 24/24 quá tuyệt vời ha. Rồi mời cả gia đình mình cùng xem những cái căn phòng ngủ ở bên trên lầu 1. Đây là phòng nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn của quý chị nha, được dán giải lụa rất là đẹp luôn và sang cho gia đình mình. Bồn cầu điện thoại, bồn lắp bô hồ sen và gạch ốp tường hết cho gia đình mình. Rồi đây là một cái căn nhà cung điện hoàng vô nha, rất là đẹp luôn ha. Ở đây thì có cửa sổ này cho gia đình mình rất là khó và mát luôn. Ở đằng sau nhà thì có rất là nhiều nhà san sát nhau nên là cô chú chị mình cứ yên tâm không sợ bị buồn. Và khu vực đây đó thì cửa là cửa không mang hết kiến thuật được rất là đẹp luôn nha. Rồi đây là phòng ngủ thứ ba của gia đình mình. Đấy, phòng ngủ này có đèn chờ máy lạnh, rồi đèn ngủ, đèn chờ rất là mát và rất là đẹp, rất là sạch luôn. Có một phòng như vậy là 20 m² cho gia đình mình. Rồi đây là một cái phòng ngủ hoàng gia, một cái phòng ngủ hoàng gia. Thì cô chú anh chị mình muốn mua một căn nhà vừa đẹp vừa sang vừa hợp lý thì bên Tâm sẽ hỗ trợ cho mình mua một căn nhà vay được ngân hàng, quá tuyệt vời luôn. Rồi đây là bàn trang điểm nè, đó. Rồi có máy lọc nước luôn, và ở khu vực đây thì có một cái giường hoàng gia, máy lạnh đầy đủ cho gia đình mình luôn. Một cái tủ quần áo, thấy cô chú anh chị nha, rất là thoáng và rất là đẹp luôn. Thì nếu mà gia đình mình lấy thêm nội thất thì bên Tâm sẽ để thêm nội thất cho gia đình mình nha, rất là thoải mái. Rồi đây là ban công nhà mình, rất là thoáng, rất là mát luôn. Đó, cô chú anh chị thấy với hai trụ cột phủ nhũ đá cho gia đình mình, và xung quanh đây nhà cửa thì rất là đông luôn rồi. Đó, và nhà mình là đối diện, thưa cô chú chị nha, đối diện là nhà đằng sau nhà nên là mình rất là yên tâm không bị dòm ngó, thì cũng đảm bảo cho gia đình mình rất là tốt luôn. Đó. Rồi thì ở trong không gian của phòng trước thì có một cái đèn pha lê rất là dễ thương luôn, thì Tâm sẽ tổng lượt lại cho gia đình mình xem căn nhà vừa đẹp vừa sang, giá trị hơn 2 tỷ xíu thôi. Đó, và cô chú anh chị mình đặc biệt là vay được ngân hàng tới 70% giá trị nhà, được vay tới là 1.4 tỷ, thì cô chú anh chị mình nhanh tay sở hữu căn nhà vừa đẹp vừa sang và hợp túi tiền. Và ở khu vực này dân cư đông đúc hết rồi nha, cho anh gia đình mình nha, để mình ở thì rất là hợp lý. Và đây thì mình dẫn con cháu, con em của mình đi ra gần trường học rất là gần luôn nên rất là tiện cho gia đình mình. Và ở đây buổi chiều thì rất là dễ thương cho các bé nhỏ chuyên đạp xe đạp nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường 835B cắt với lại đường Đinh Đức Thiện và đường Đoàn Nguyễn Tấn. Cô chú anh chị đi từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ 4 cây số thôi, hoặc là đi từ chợ Hưng Long, đường Đoàn Nguyễn Tấn vào bên trong nhà chỉ có
2 cây số, rất là gần luôn. Và căn nhà này là nằm trong khu dân cư gần với lại trường học, bệnh viện, trạm y tế, thế động, điện máy xanh, rất quá xanh. Và khu vực đây là dân cư đông đúc, camera 24/24, và 5 phút cô chú đi bộ ra tới chợ rồi, nên rất là thoáng. Wow, la ô là la. Thì căn nhà này với một cái diện tích là ngang 5 dài 20, kết cấu là một chợt, một lầu, xây dựng kiến trúc mái Thái, với công năng sử dụng là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 2 nhà vệ sinh, rất là thoáng luôn. Có một cái sân trước, sân sau, diễn chờ rất là tuyệt vời dành đến cho gia đình mình. Đường trước nhà là đường 4m, xe hơi vào tới tận nhà luôn. Và căn nhà này đã có số nhà 77 nha cô chú chị nha. Và số rất là đẹp luôn, số chờ luôn. Thì căn nhà này cô chú anh chị mình về ở thì quá tuyệt vời. Có nội thất là 2 tỷ 250, còn không nội thất là chỉ có 2 tỷ 2, đối với một căn nhà quá đẹp luôn. Thì cô chú anh chị mình nhanh tay sở hữu được căn nhà, còn 2 căn duy nhất đó, thì nhanh tay mình sở hữu được căn nhà để mình về ở, đầu tư hoặc cho thuê. Ở đây được cho thuê 4 triệu một tháng nha cô chú anh chị nha, và rất là thoáng luôn, và cao ráo thoáng mát, có hệ thống cống rãnh thoát nước đầy đủ luôn. Và ở đây thì rất là gần chợ, nên cô chú anh chị mình có thể mua ở đây và ra chợ mình có thể buôn bán kinh doanh, cũng tạo thêm nguồn thu nhập rất là tốt. Và hướng nhà là hướng đông nam, thuộc về đông tứ trạch đó. Số nhà là số 77 và hướng nhà hướng đông nam thì quá tuyệt vời. Ngân hàng hỗ trợ 1 tỷ 4 đối với căn nhà này, thì cô chú anh chị chỉ cần hơn 800 triệu là đã sở hữu được căn nhà, vừa đẹp vừa sang vừa hợp lý, bổ rẻ hợp vệ sinh đó. Thì căn nhà cô chú anh chị mình có thể về mình set up lại cho căn nhà mình phù hợp với mình hơn, còn tâm chỉ là set up tạm để cho cô chú anh chị mình cảm giác được căn nhà nó ấm cúng, và nó phải bắt bố trí những cái vật dụng nó hợp lý hơn thôi. Cảm ơn rất là nhiều, chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, và nhớ căn nhà này chỉ có 2 tỷ 2 thôi, còn thương lượng ngân hàng cho vay 1 tỷ 4 nha cô chú anh chị nha. Wow, quá tuyệt vời. Thì cảm ơn rất là nhiều, chúc cô chú anh chị tìm được căn nhà ưng ý nhất, và hãy giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư, hãy giới thiệu cho Tâm nha. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.